Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình ngày hôm nay tin tức 24 giờ HD sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức thời sự nổi bật nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Kính mời quý vị cùng đón xem. Thường trực Ban Bí thư phải đặt ra sức ép để cán bộ từ chức khi có sai phạm. Tá hỏa phát hiện 4,2 hectare đất rừng do gia đình trồng nhưng người khác lại đứng tên. Khởi tố 3 người ở Quảng Nam làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Sau 2 ngày công bố đường dây nóng về vẽ bệnh moi tiền, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh nhận được 19 cuộc gọi. Thường trực Ban Bí thư phải đặt ra sức ép để cán bộ từ chức khi có sai phạm. Thưa quý vị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh cũng phải đặt ra sức ép trong Đảng, trong xã hội, trong tổ chức để cán bộ từ chức khi có khuyết điểm sai phạm. Chiều ngày 6 tháng 12, phát biểu kết luận Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã nhấn mạnh các nghị quyết và kết luận được Hội nghị Trung ương thông qua rất hệ trọng, tiếp tục cụ thể hóa chủ trương lớn nhất quán của Đảng. Đó là xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đối với phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Những nội dung này đã được các đồng chí báo cáo viên giới thiệu truyền đạt rất đầy đủ và sâu sắc tại hội nghị, ông Võ Văn Thưởng nói. Thường trực Ban Bí thư nêu rõ xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị là rất hệ trọng, nên trong quá trình tiến hành phải kiên định, có quyết tâm chính trị cao, đồng thời phải cẩn trọng, có bước đi vững chắc. Với những vấn đề thực tiễn đòi hỏi đã rõ, thực tiễn chứng minh là đúng, có sự thống nhất cao thì kiên quyết đổi mới, kiên quyết thực hiện. Những vấn đề cần thiết nhưng chưa rõ, còn nhiều ý kiến khác nhau thì tiếp tục nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, thực hiện thí điểm. Với những chủ trương đã thực hiện nhưng không phù hợp thì nghiên cứu điều chỉnh sửa đổi kịp thời. Sức ép từ tổ chức, từ dư luận xã hội để công việc tốt hơn. Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh đến vấn đề phân cấp, phân quyền, làm rõ hơn nữa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức, cá nhân trong bộ máy nhà nước. Ông Võ Văn Thưởng yêu cầu khắc phục cho được tình trạng cấp dưới đi hỏi cấp trên những vấn đề thuộc về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình hoặc cấp trên trả lời chung chung khi có vướng mắc. Thường trực Ban Bí thư cũng đề cập đến công tác cán bộ. Theo ông, Trung ương khẳng định quyết tâm cao về xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đồng thời nhấn mạnh phương châm có vào có ra, có lên có xuống trong công tác cán bộ. Ông Thưởng cho hay phương châm có vào có ra, có lên có xuống không phải bây giờ nghị quyết mới nói mà đã được đề cập từ hơn 20 năm trước, nhưng cơ bản là chưa thực hiện được. Lên thì khó nhưng xuống cũng không dễ, thậm chí còn khó hơn. Thường trực Ban Bí thư thẳng thắn nêu. Vì vậy thực hiện phải kiên trì, đặc biệt là sau khi có quyết định về từ chức, miễn nhiệm và chủ trương bố trí cán bộ sau kỷ luật thì bước đầu đã giải quyết được một số trường hợp. Điều này được dư luận đánh giá cao. Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh chúng ta cũng phải đặt ra sức ép trong Đảng, trong xã hội, trong tổ chức để cán bộ từ chức khi có khuyết điểm sai phạm. Ông Võ Văn Thưởng dẫn lại việc vừa qua một số ủy viên trung ương bị kỷ luật cảnh cáo nếu nhiệm kỳ trước là vẫn tại vị hết nhiệm kỳ nhưng hiện nay cho thôi tham gia Ban chấp hành Trung ương. Hay có chủ tịch tỉnh từ chức để đảm bảo nhiệm vụ thấp hơn theo tinh thần, ngã chỗ nào đứng dậy chỗ đó, cố gắng làm và nỗ lực khắc phục khó khăn. Đó cũng là một cách theo văn hóa của Việt Nam. Đó là sức ép từ tổ chức, từ dư luận xã hội để công việc tốt hơn lên. Tôi tin rằng với xu thế này thì sắp tới sẽ tốt hơn, Thường trực Ban Bí thư nhận định. Thường trực Ban Bí thư cũng đề cập đến tâm lý sợ trách nhiệm, ngại trách nhiệm của một số cán bộ đảng viên. Ông Võ Văn Thưởng nêu, nhiều người dân nói đôi khi cán bộ vì sự an toàn của mình mà đẩy hết khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Có đồng chí còn nói không phải chỉ là đẩy cho doanh nghiệp, người dân đâu, mà còn đẩy ra khỏi phòng mình nữa, đẩy được là cứ đẩy. Qua phòng bên cạnh cũng được. Theo ông Võ Văn Thưởng, vấn đề này phải sửa và muốn sửa thì phải trở lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng tổ chức cá nhân trong bộ máy nhà nước, phải rõ để việc anh làm không thể chối cãi. Sau hội nghị, ông Võ Văn Thưởng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng cần phải tập trung tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung nghị quyết Trung ương 6 với nhiều hình thức phù hợp, giúp cho các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ, thấm nhuần nội dung các nghị quyết hội nghị Trung ương 6. Tá hỏa phát hiện 4,2 hectare đất rừng do gia đình trồng nhưng người khác lại đứng tên. Quý vị thân mến, trực tiếp trồng, chăm sóc 4,2 hectare rừng ven biển theo dự án BAM để phủ xanh đất trống. Nhưng gần đây gia đình bà Lê Thị Nghiệm ở Thanh Hóa mới tá hỏa khi biết diện tích đất rừng trên giờ lại do người khác đứng tên. Bà Lê Thị Nghiệm sinh năm 1939, ngụ ở phố Liên Vinh, phường
Tĩnh Hải, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, bà đã có đơn kiến nghị gửi các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đề nghị vào cuộc làm rõ việc gia đình bà tham gia trồng 4,2 hectare rừng ven biển theo dự án BM 4304 tỉnh Thanh Hóa. Nhưng diện tích đất trên hiện đã đứng tên người khác, tuy nhiên đến nay gia đình chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng từ cơ quan chức năng. Theo phản ánh của bà Nghiệm và hồ sơ kèm theo thể hiện, năm 1992, tỉnh Thanh Hóa có thành lập Ban Quản lý Dự án 4304 để huy động nhân dân tham gia trồng rừng ven biển nhằm phủ xanh đất trống, chống xâm thực. Thời điểm này, ông Lê Văn Ấn, chồng của bà Nghiệm đã qua đời, là người tiên phong trong thôn Liên Vinh, nay là phố Liên Vinh nhận trồng 4,2 hectare đất trống ven biển. Hồ sơ tham gia trồng của gia đình bà Nghiệm được thể hiện qua sổ cấp phát lương thực BAM 4304 năm 1992-1996, sổ gốc có dấu đỏ, mà Ban Quản trị Dự án BM 4304 huyện Tĩnh Gia, nay là thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cấp cho chồng bà là ông Lê Văn Ấn. Trong cuốn sổ cấp phát lương thực thể hiện rõ từ năm 1992 đến năm 1995, gia đình bà Nghiệm có 5 lần nhận lương thực để trồng rừng. Lần đầu nhận vào ngày 15 tháng 10 năm 1992, lần thứ 5 thì nhận vào ngày 5 tháng 6 năm 1995. Theo như bà Nghiệm, sau khi được giao 4,2 hectare để trồng rừng phòng hộ, gia đình bà có gọi thêm hộ ông Lê Trí Trạch là thông gia cùng chồng chăm sóc bảo vệ rừng. Thời kỳ đó trồng rừng vất vả lắm, cả bãi biển chỉ có cát trắng. Nhà tôi phải huy động cả con cái tham gia trồng, gánh nước tưới chăm sóc cây. Cây chết gia đình lại trồng rậm. Cứ thế, rừng phi lao ven biển, gia đình tôi và nhiều hộ khác cùng trồng được hình thành xanh tốt như bây giờ. Tuy nhiên, đầu năm 2022, gia đình bà Nghiệm tá hỏa khi nhận được thông tin một phần diện tích đất rừng tại khu vực gia đình bà được trồng, chăm sóc hiện đã đứng tên người khác và có việc chuyển nhượng mua bán. Bà có tới Ủy ban Nhân dân xã để làm rõ sự việc nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Chính quyền địa phương khẳng định gia đình tôi có trồng rừng, tuy nhiên họ nói hồ sơ lưu không còn ở xã nên không có căn cứ giải quyết là vô lý. Trong khi hộ được gia đình tôi gọi cùng trồng rừng lại có đất. Việc gia đình tôi tham gia trồng rừng nhiều người dân trong thôn và lãnh đạo thời kỳ đó đều biết cả, bà Nghiệm nói. Bà Nghiệm cũng khẳng định đến nay khu vực đất rừng nói trên gia đình vẫn đang trực tiếp trông coi, bảo vệ và chưa nhận được bất kỳ thông báo quyết định thu hồi nào liên quan tới diện tích đất rừng mà gia đình bà đã trồng từ năm 1992. Ông Lê Văn Sường, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tĩnh Hải từ năm 1994 đến năm 1999 khẳng định thời điểm có dự án BAM. Ông Lê Văn Ấn là người tham gia trồng rừng ven biển khu vực đồi Chăn Cát, thôn Liên Vinh là đúng thực tế. Thời kỳ đó để huy động nhân dân trồng rừng là rất khó, nhưng ông Ấn là người tiên phong nhận cây giống và sổ gạo để trồng rừng. Tuy nhiên thời điểm đó chỉ nhận cây và gạo để trồng thôi chứ không có ghi sổ sách gì cả, ông Sường cho hay. Một cán bộ chi cục kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa cho biết Ban Quản lý Dự án Công trình trồng rừng BAM 4304 được Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Lê Hữu Hinh ký quyết định thành lập vào ngày 10 tháng 3 năm 1992. Dự án có thành lập các ban quản trị cấp huyện, vì thế hiện hồ sơ liên quan tới dự án này không còn lưu ở sở mà ở các ban của huyện. Để làm rõ thông tin sự việc, phóng viên đã tới Ủy ban Nhân dân phường Tĩnh Hải đặt lịch làm việc từ ngày 18 tháng 1 nhưng không nhận được phản hồi. Ngày 5 tháng 12, phóng viên điện thoại nhắn tin với số máy của ông Nguyễn Minh Tân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường nhưng vị này không trả lời. Trong ngày, ông Lê Xuân Anh, cán bộ văn phòng Ủy ban Nhân dân phường Tĩnh Hải, điện thoại cho phóng viên nói lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường rất bận, không có thời gian làm việc với phóng viên và cho biết sẽ chuyển một số văn bản trả lời cấp trên cho phóng viên muốn viết gì thì viết. Sau 2 ngày công bố đường dây nóng về vẽ bệnh moi tiền, Sở Y tế TP.HCM nhận được 19 cuộc gọi. Thưa quý vị, chỉ sau 2 ngày công bố đường dây nóng 0989401155, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM tiếp nhận 19 cuộc gọi, trong đó có 5 cuộc gọi liên quan đến phòng khám có dấu hiệu vẽ bệnh moi tiền. Các cuộc gọi còn lại thì phản ánh khám chữa bệnh, tham nhũng, bảo hiểm xã hội, v.v. 5 cuộc gọi phản ánh vẽ bệnh moi tiền. Trước tình hình các phòng khám tư nhân có yếu tố nước ngoài chủ yếu là người Trung Quốc tái diễn hành vi vẽ bệnh moi tiền từ người bệnh, từ ngày 4 tháng 12, Sở Y tế TP.HCM chính thức đưa đường dây nóng số điện thoại 0989401155 vào hoạt động do Thanh tra Sở phụ trách. Đường dây nóng này có chức năng tiếp nhận phản ánh riêng về nạn vẽ bệnh moi tiền người bệnh. Đây cũng là động thái mở đầu cho quyết tâm trị bằng được các vi phạm của phòng khám tư nhân có yếu tố nước ngoài, chủ yếu là người Trung Quốc. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu cho biết chỉ trong 2 ngày, đường dây nóng đã tiếp nhận 19 cuộc điện thoại, trong đó có 5 cuộc gọi liên quan đến phòng khám có dấu hiệu vẽ bệnh moi tiền bệnh nhân. Các cuộc gọi còn lại có nội dung phản ánh về khám chữa bệnh, bảo hiểm xã hội, tham nhũng trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh thành khác. Các thông tin phản ánh liên quan đến phòng khám có dấu hiệu vẽ bệnh moi tiền
bệnh nhân đang được thanh tra Sở Y tế thành phố tổng hợp xử lý theo đúng quy định, ông Châu khẳng định. Kiên quyết xử nghiêm các vi phạm. Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, bên cạnh triển khai đường dây nóng và app y tế trực tuyến, chuyên tiếp nhận các phản ánh tình trạng vẽ bệnh moi tiền, thanh tra Sở Y tế tiếp tục tăng cường hoạt động kiểm tra đột xuất các phòng khám từng vi phạm và tiếp tục xử lý nghiêm các sai phạm nếu có. Cụ thể, vừa qua, thanh tra Sở Y tế kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động khám chữa bệnh tại 12 phòng khám đa khoa đã từng bị xử lý vi phạm hành chính trước đây. Trong đó, 4 phòng khám có đăng ký người hành nghề là người nước ngoài gồm có phòng khám đa khoa Âu Á, quận 6, Hoàn Cầu, Hồng Phong, quận 5 và Thăng Long, quận 10. Ghi nhận tại các phòng khám này thì ít nhiều đều có vi phạm các quy định hành nghề khám chữa bệnh như bố trí thêm phòng điều trị, bổ sung trang thiết bị y tế nhưng chưa báo cáo Sở Y tế, không đảm bảo điều kiện vệ sinh, không đủ dụng cụ thực hiện các thủ thuật sản phụ cho người bệnh. Nhân sự tham gia khám chữa bệnh chưa đăng ký hành nghề hoặc đăng ký hành nghề tại phòng khám nhưng không có mặt. Đặc biệt về hoạt động chuyên môn, các chuyên gia tham gia đoàn kiểm tra đến từ Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Bình Dân nhận thấy một số người hành nghề chưa nắm bắt được chuyên môn trong quá trình điều trị, còn tình trạng chẩn đoán và điều trị chưa đúng phác đồ của Bộ Y tế, chỉ định kháng sinh không phù hợp và không có chứng chỉ đào tạo chuyên môn phù hợp. Ngoài ra, lỗi hay gặp tại các phòng khám này là quảng cáo không đúng, không phù hợp với nội dung đã được Sở Y tế TP.HCM xác nhận, quảng cáo quá phạm vi chuyên môn khi cấp phép hoạt động, như điều trị bệnh nam khoa, bệnh xã hội, bệnh trĩ v.v. Với những sai phạm trên thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM khẳng định sẽ giao cho thanh tra Sở Y tế tiếp tục làm rõ và kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Kết quả xử lý sẽ được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Y tế để người dân được biết và cùng nhau giám sát. Khởi tố 3 người ở Quảng Nam làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Thưa quý vị, hai vợ chồng Song cùng với nhân viên công ty đã thu thập khoảng 10.000 tài khoản thanh toán quốc tế, tự làm giả 150 căn cước công dân để tạo lập ví thanh toán điện tử quốc tế BIPA. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cho hay đã khởi tố vụ án làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và khởi tố 3 người gồm có Phan Hoàng Song, 28 tuổi, Phan Diệu Linh, 26 tuổi và Nguyễn Lê Duy Khánh, 18 tuổi, cả 3 cùng trú tại thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình. Theo đó, qua công tác nắm tình hình quản lý địa bàn, ngày 23 tháng 11, tổ công tác của Công an huyện kiểm tra hành chính trụ sở làm việc của công ty S1 Media, tầng 2, số nhà 231 Tiểu La, thị trấn Hà Lam, do Song làm chủ. Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện công ty có dấu hiệu phạm tội làm giả giấy tờ của cơ quan tổ chức. Sau đó, Công an huyện đã phối hợp với Phòng an ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Nam, thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp tại trụ sở công ty này và hai địa điểm khác thuộc sở hữu của Song tại số nhà 41 Nguyễn Thuật và K32/49 Nguyễn Duy Hiệu, thị trấn Hà Lam. Qua khám xét, lực lượng công an thu giữ 150 căn cước công dân giả, khoảng 5.000 trang tài liệu trích xuất chứa khoảng 10.000 tài khoản thanh toán quốc tế của người Việt Nam và nhiều nước khác, 20 máy tính bàn và máy tính xách tay, 91 điện thoại di động, 7 thẻ ATM và Visa mang tên Song. Tại cơ quan điều tra, Song đã khai nhận thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn S1 Media để hoạt động quảng cáo trên không gian mạng. Tuy nhiên, Song cùng với vợ là Phan Diệu Linh đã thu thập khoảng 10.000 tài khoản thanh toán quốc tế và tự làm giả 150 căn cước công dân để tạo lập phí thanh toán điện tử quốc tế bay bạc. Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thăng Bình tiếp tục mở rộng điều tra.